Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mới của Top. Nói chung là mới so với mình thôi, và đối với một số anh em khác thì đã nhìn thấy rồi và sử dụng rồi. Nhưng đây là một sản phẩm mới được cải tiến trên sản phẩm cũ của hãng Top, đó là dòng Moles Heavy Duty. Dòng Moles Heavy Duty là dòng dùng cho cái công việc sửa chữa các cái công việc nặng đó. Thì hàng Nhật thì nó sẽ có dòng như ví dụ như của Toner, của KTC, của Super Tool, không biết Super Tool có hay không, nhưng mà hình như có của MCC và của Lotter, hình như là của Lotter với của Toner và MCC với của Top. Là bốn thương hiệu này nó thường dùng cái loại mỏ led dòng Heavy Duty là sản xuất. Còn hình như anh Tony anh không có sản xuất, mà anh là hàng gia công, bên Nhật gia công chứ không phải là anh sản xuất. Thì đó, thì nếu mà dòng mỏ led á, dòng Heavy Duty thì chắc chắn là chỉ có ba anh lớn thôi, đó là anh MCC và anh Lotter và anh Top. Ở đây một cái sản phẩm của dòng Heavy Duty này thì bên Top đã cải tiến rất là nhiều. Đó, tăng kích thước và giá thành thì không có tăng, chỉ có tăng kích thước nhưng giá thành không tăng. Thì đây là một sản phẩm rất là hay, thì hôm nay mình cùng theo dõi để biết được cái giá cả nó như thế nào và nó có đáng phù hợp, đáng bỏ đồng tiền để cho anh em xuống tay để mua hàng, để sở hữu hay không. Thì hôm nay sẽ là có Top và Anlex thì lâu rồi mình cũng không lên, thì hôm nay mới có dịp lên để cho anh em những ai mà đã cần đó, thì hôm nay phục vụ cho anh em bên sửa chữa. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu với anh em đó là dòng mỏ led Heavy Duty bản mini siêu nhỏ dòng HX100, đó là dòng Caps HX100 này anh em này, đó HX100 nhé. Đây là theo tiêu chuẩn JIT+2, hàng sản xuất 100% tại Nhật Bản. Đó. Khi mà mở rộng tối đa thì là chiều dài là 110, độ mở tối đa là 33. Đó. Độ dày miệng là 5.5, độ dày ngàm là 8.5 và thân là 5 ly. Trọng lượng có 50g, hàng mini, anh em có thể mua sưu tầm, móc vào móc khóa đó. Có thể sửa chữa vặn được các con ốc, lớn nhất là 15 đó anh em nhé. Ở đây mình hiểu cách như thế này này. Theo tiêu chuẩn JIT+2 á thì là nó sẽ cộng thêm 2 size nữa. Nếu mà theo tiêu chuẩn rút JIT cũ của Nhật, JIT của Nhật theo tiêu chuẩn phổ thông thì nó là bản 13mm này anh em này. Đó. Thì anh em sẽ được thêm 2 nữa là mở rộng được 15, là bản 15. Giá là 534.000. À, anh em nhé, hàng mi nhon à, anh em thấy không, hàng đẹp ngọt nước luôn đó. HX100 Top thép CRV made in Japan đó anh em nhé, hàng rất là xịn sò, anh em có thể mang theo sửa chữa mấy cái đồ lặt vặt đó, hoặc là mua để sưu tầm, thì cái này là tùy công việc của mọi người. Rất là đẹp. Giá là 534.000. Đó anh em ạ. Rồi tiếp theo đó là bản 150. Đó. Đây thì từ 150 thì nó là tiêu chuẩn JIT+3. Đó anh em nhé. Nếu mà theo tiêu chuẩn cũ của nó là 20. Đó 20 này. Rồi cộng thêm 3 nữa thành 23. Độ mở được 23. Tổng chiều dài là 159. Đó, dày miệng là 6, dày ngàm là 10 và dày tay cầm là 5.2, trọng lượng có 110g thôi, độ mở tối đa ngàm là 47 anh em nhé. Anh em nhìn thấy cái đây này, cái hình này đó, nó làm rất là con sâu, làm rất là dày và cái khe hở của nó rất là ít đó, cho nên cái độ chính xác của nó hoàn thiện rất là cao anh em ạ. Đó anh em nhìn
Mình mở ra hết này để cho anh em nhìn này, đó. Đó, giữa cái này nó rất là dày, đó, khe hở này rất là ít, nó nhỏ ít, rất là ít. Đó. Anh em nhé. Đó là bản nó chiều dài 150, dòng Heavy Duty Top. Đó. Thép CRV Made in Japan. Độ mở là 23. Đó. Giá sản phẩm này chỉ có 503.000 anh em ạ. Nó rẻ hơn dòng 100. Thứ nhất, về cái độ gia công chi tiết tỉ mỉ thì anh 100 này anh sẽ là khó khăn hơn. Đó. Về độ thẩm mỹ hoàn thiện và độ chính xác thì anh này sẽ là khó khăn hơn. Còn anh này thì lớn thì nó sẽ dễ dàng để thao tác. Đó. Và thứ hai nữa là dòng 100 này là ít sử dụng, cho nên cái giá trị mà cái sản lượng mà người bên hãng người ta sản xuất ấy, cái gì cũng vậy thôi. Ví dụ như anh em biết, khi mà mình gia công hàng loạt, đó, mình gia công hàng loạt thì nó sẽ là giá trị nó sẽ rẻ hơn. Còn mà cái giá trị mà gia công ít, số lượng ít thì bao giờ giá thành nó cũng cao hơn. Thì mình theo cách nghĩ của mình thì có khả năng thằng này gia công ít hơn và độ tỉ mỉ nó cao hơn thì bắt buộc giá thành nó cao hơn. Đó là điều theo mình hiểu là như thế. Đó. Như một cây này mà anh em mua ở theo một cái hãng ví dụ như MCC hoặc là anh Lotter, anh chỉ có tiêu chuẩn là ZIT thì anh chỉ cộng 20 thì chắc chắn giá anh sẽ rẻ hơn anh em nhé. Anh để cho anh em so sánh là như vậy. Đối với cái cờ lê, ví dụ như cờ lê bắt đầu từ 20 trở đi, 20, 21, 21, 22 trở đi là bắt đầu anh em mua đã là giá trị một cây nó khoảng gần 100.000 rồi, 100.000. Đó. 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 3 size thì anh em cứ cộng vào. Cộng vào thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu? Nó rơi vào khoảng mỗi thứ 100 là 300.000. Đó. Trong khi đó anh em mua một cái sản phẩm của hãng khác thì nó rẻ hơn 100, thì nếu mà anh em xài con 21, 22, 23, anh em phải mua thêm cây 250 thì có phải là đồng tiền nó bị đội lên. Ví dụ như cái này nhân đôi thành 1 triệu. Đó, nó thật là lãng phí, đúng không? Mà trong đó anh em mua được cây này thì đã tiết kiệm được 3 cây kia, 3 size kia. Đó. Rồi cái thứ hai nữa. Với sản phẩm anh em mua bãi thì chắc chắn là nó không phải là dòng HX mà nó dòng cổ điển. Đó, ví dụ anh em mua 100.000, 150, 200 cũng phải mất 200.000. Đó. Thì anh em cảm thấy lợi tiện cho mình cái nào thì anh em đầu tư. Đây là mình giới thiệu cho anh em để có cái cảm nhận biết đó, vì sao hàng này nó là đỉnh nhất của Nhật. Ở đây này, một khi bên hãng người ta đã ra cái chứng chỉ, chứng nhận đăng ký thương độc quyền ấy, cái tiêu chuẩn ấy, đó, thì các hãng khác đôi khi người ta hạn chế, người ta sản xuất bắt chước anh em nhé. Đây là ông đầu tiên để phát minh ra cái này. Đó, anh Lotter và anh MCC không có. Đó. Giá chỉ có 503.000 cho dòng sản phẩm HX150. Đó, anh em ơi. Rồi tiếp theo đó là cây HX200. Đó, HX200. Ở đây sẽ là tiêu chuẩn ZIT cộng 3. Đó. Theo tiêu chuẩn cũ là 24 này anh em này. Đó, 24. Thì anh em cộng 3 là được thành 27. Dòng Heavy Duty, nhìn con sâu này. Đó, rất là dày, to, đó, khe hở rất là ít. Hàng đây là đỉnh của đỉnh của Nhật đó. Chiều dài mở là 208. Mở rộng ngàm là 57. Độ dày là 7.5. Đó, trọng lượng là 230g. Anh em nhìn con sâu. Đó, cực kỳ này. Khe hở rất là ít anh em nhé. Đó, anh em nhìn thấy không? À. Đó. Độ hở, khe hở rất là ít. Đó. HX200 độ mở tối đa là 27.
giá là 558.000. Đó, nếu mà anh em mà mua một cây mở được 23 mà giá có 503.000 mà cây này là 558.000. Đó. Giá nó không chênh lệch nhau nhiều. Nhưng nếu mà để sử dụng như của bên hãng khác mở được 24 mà trong đó cần con ốc 25, 26, 27 lại không mở được thì các anh lại phải mua thêm một cái cây tăng lên, đó là cây HX250. Đây là bản phổ thông mà anh em sưu tầm nhiều nhất và mua nhiều nhất, đó là bản HX250. Này, anh em nhìn sơ qua này, hàng nó đẹp, không tì vết này. Đó. HX250 dòng Heavy Duty này, top. Đó. Xoay một vòng cho anh em coi, cáp. Cáp là độ mở nhá, khả năng kẹp là 32 này, CRV này. Made in Japan này, đó. Còn sâu thấy chưa anh em nhìn này, khe hở nó cực kỳ là sát này, anh em nhìn thấy không, cái khe hở có giữa con sâu con lăn trên với con lăn dưới này, hai cái bánh răng tiếp xúc này, đó nó rất là khít, nó không có khe hở, nó không có có độ dơ nhiều, cho nên đó anh em thấy tính kêu của nó rất là nhẹ. Đó. Đó, đây là bản HX250 Heavy Duty, anh em có thể chiêm ngưỡng qua này, đó, thấy chưa? Về con sâu này, khe hở rất là chuẩn nha, rất là dày này, đó, thấy chưa? So với một số hãng khác là trong video trước mình đã giới thiệu rồi, khe hở của nó rất là lớn, độ dơ rất là nhiều, trong đó cái độ sai số mà khi anh em vặn á, khi anh em vặn mà anh em bỏ xuống á, là cái độ dơ này. Anh em trước khi anh em vặn lại là phải giữ, phải đẩy hoặc là tháo ra, đẩy hoặc tháo ra để cho nó vừa với con ốc của mình. Đó. Nhưng cái dòng này độ dơ nó ít thì nó sẽ hạn chế cho anh em rất là nhiều trong quá trình vặn thao tác. Nó giảm đi rất là nhiều anh em ạ. Đó. Vì cái độ dơ nó rất là ít, đó anh em ạ. Nên tiếng kêu lắc này, độ sai số này, thấy chưa? Nếu mà anh em mà nghe cái thương hiệu khác á, là nó rất là kêu. Vì trong video trước là mình đã giới thiệu như của anh Lotter là cũng rất là kêu. Đó. Nó bị dơ á. Dơ lắc là nó sẽ bị kêu này. Hai cái đấy nó sẽ đập vào nhau. Còn anh em mà muốn bản cao cấp hơn thì anh em nên mua cái dòng HM. Trong video trước mình cũng giới thiệu. Nó có hai con sâu đối nghịch nhau á, nó giảm độ dơ lắc là về 0, 0 á. Đó, bản 0. Với tổng chiều dài là 258, độ mở tối đến 3.000 là 70, dày vòng miệng là 9. Đó. Trọng lượng có 390g. Nói chung cũng không nặng lắm anh em. Đây là bản anh em sưu tầm nhiều nhất, sửa chữa gia đình, công việc gia đình, sửa xe hay là máy móc. Mấy dòng phổ thông cơ bản là xài em này. Rất là chuộng. Số lượng cũng rất là về. Đợt vừa rồi là bên nhà phân phối nhập về cũng rất là ít, cho nên không có con nhiều. Đó anh em nhé. Chỉ có một số ít thôi. Anh em mà cảm thấy thích thì nên đặt hàng ngay. Số lượng nó không có nhiều, nên là đến lúc anh em mà mua thì lại hết. À quên, nói giá luôn cho anh em. Với cái giá mà rất là khiêm tốn, giá là 679.000. Đó anh em ơi, 679.000 là anh em đã sở hữu được con độ ngàm dòng HX250. Đó. Anh em biết là bây giờ ví dụ như 250 là độ mở này 32, tiêu chuẩn JIT là 29 cộng 3 này, đó. 29 cộng 3 là 32. Theo tiêu chuẩn cũ là các loại khác của thương hiệu khác, Tone, MCC, Lotter chỉ mở được 29, nhưng có top là mở được lên con ốc 32 cùng kích thước. Giá chỉ có 679.000. Trong khi đó anh em mua hàng bãi nó phải 300 mấy 400.000 một cái mỏ lết. Nếu mà hàng mỏ lết ví dụ
cũ đó anh em nhé, 1 lít cũ 300-400 ngàn, mà trong đó anh em mua hàng mới là 679 ngàn, cực kỳ rẻ, 679 ngàn. Ở đây ví dụ như anh em đã tiết kiệm được một sản phẩm nữa là anh em đã phải tiết kiệm, không phải mất tiền mua thêm cái mỏ lết 30 HX30, tại vì ở đây anh em đã mở được con ốc 32 rồi đó. Ở đây mình muốn nói cho anh em đó là tại sao anh em tiết kiệm mà giá thành lại rẻ như thế. Ví dụ như đây là một chiếc cờ lê vòng miệng của Top nha. Dòng này là nó không biết là anh Top này anh ra công cho anh Lotter hay không, nhưng mà đây là cùng một kích thước bản là CVK14 đó. Thì ở đây này anh em cứ để ý này, bắt đầu từ size 30 giờ đi đó. Tại vì theo tiêu chuẩn JIT ấy, cái mỏ lết Top cũ, mỏ lết cũ là theo tiêu chuẩn JIT là nó chỉ có 29 thôi này đó, mà trong đó anh em mở được 32 thì có phải là từ thêm được 3 size 30, 31, 32 là 3 size, anh em tính thử đi. Chỉ cần 2 size thôi. 30, 32. Đó là anh em làm mất bao nhiêu nhỉ? 9.200 mà anh em nhân với tỷ giá 22 220 đi, cho là rẻ nhất là 220 là anh em đã mất 1.800.000 anh em ạ. Để anh em mua thêm 2 cây cờ lê vòng miệng là anh em đã mất 1.800.000. Mà rẻ bèo nhất anh em đi mua hàng khuyến mãi thì ít nhất cũng phải mất thêm 500-600 ngàn, 500-600 ngàn cho 2 cây cờ lê đó. Thì anh em đã thấy là cái sự đặc biệt của hãng Top nó như vậy, nó là đỉnh như vậy. Chỉ có 679 ngàn anh em đã tiết kiệm cho mình được 2 cái size 30-32 nhé. Độ mở được là 32 này. Đấy, made in Japan này. Hàng đẹp không tí vết, về xi này, nước xi này. Đó. Con sâu là dày này. 100% sản xuất tại Nhật. Hàng này giá này là đã có VAT nhé. Đã có VAT. Rồi, bản tiếp theo đó là bản HX300. Đó, anh em nhìn nào. HX300 thì anh em lại thêm một cái đặc điểm nữa, đó là JIT cộng 4, tăng thêm được 4 xe này. 34 này đó, cộng 4 thành 38, độ mở tối đa được 38 đó. Chiều dài là 308 này, độ mở là 83 này, dày 10 và 620 gram. Top made in Japan HX300 đó. Giá chỉ có 838 ngàn, anh em đã tiết kiệm được 4 size 35, 36, 37, 38 đó. 36, 38 thôi, chỉ cần 2 size thôi anh em ạ. Mình chỉ cần ví dụ là 2 size thôi. 4 size, ở đây cộng 4 là 4 size, tăng thêm 4 size này. Chỉ cần anh em bắt đầu là tính từ size 36 rồi đi là đã là 8 ngàn, 8.900 là 1.700.000 đó. Thì anh em đã tiết kiệm được cho mình với cái giá chỉ bằng một cây cờ lê 838 ngàn. Anh em xài một cây cờ lê 36, anh em chỉ vặn được một size 36, nhưng anh em mua một cái mỏ lết, anh em lại vặn được từ 0 cho đến 38 đó. Tiện, quá tiện. Giá chỉ có 838 ngàn. Rồi, tiếp theo đây là một chiếc dòng cho anh em bên công trình. Đó, công trình lớn. Anh em nào là bên xây dựng, bên khoan nước. Đó, rồi bên lắp đặt là công trình dàn giáo. Đó, nhà tiền chế, thép tiền chế. Đó. Thì đây là bản HX375, tổng chiều dài là 375. Độ mở là 48 này đó. Nếu mà theo JIT cũ là 44 nhé, mà anh em cộng thêm được 4 xe nữa đó. Anh em cứ nhân đi, bình quân 4 xe mà anh em nhân tới cứ cho 600 ngàn
500 ngàn một cây hoặc 300 ngàn một cây thôi, 4 size anh em nhân lên là 1 triệu 2. Đó. 1 triệu 2 mà anh em cộng với thêm 800, ví dụ như cây 300 đó, thì thành bao nhiêu? 2 triệu. Mà trong khi đó cây này nó chỉ có 1 triệu 834 ngàn đó, anh em ạ. À. Thực sự là đẹp phê luôn. Đó. Anh em nào bên công trình điện nước, bên xây dựng cần các cái size lớn thì nên mua. Hàng rất là khỏe. Con sâu chạy rất là êm nhá. Đó. Hiện tại về đợt này thì bên mình chỉ có về size 375 thôi. Còn cái dòng mà 400 thì nó 450 nó rất là nặng tiền, cũng rất là sợ có bán được hay không anh em ạ. Đối với dòng 400 á thì là nó không, nó vẫn giữ nguyên theo tiêu chuẩn rít cũ chứ không có rít mới. Đó. Nó vẫn là dòng đuôi là H450 và H600. Còn đây là dòng mới là nó đã cải tiến cho các anh em các sử dụng các cái xe nhỏ, tại vì cái dòng lớn thì nó không, nó chỉ xài đến cái mức đó thôi, nó không có lên được nữa. Đó thì nó không cần phải cải tiến. Thì đây nó sẽ là chỉ có cái 2 4 6 size cơ bản thì nó cải tiến để nó giúp cho anh em cải thiện được cái sản phẩm, giảm giá thành. Nói chung là như mình đang nói là tăng số lượng mà giảm giá thành đó, thì cái mình hiểu nôm na nó là như thế thì nó sẽ thoải mái hơn. Đó, đây là dòng sản phẩm cho anh em là dòng Heavy Duty, rất là nhiều anh em ưa chuộng đang săn tìm, thì anh em hãy đầu tư, nên đầu tư. Cảm thấy video này mà nó hợp sản phẩm, hợp với mình thì hãy nên đầu tư, chứ qua một thời gian nữa là anh em phải đợi. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình thời gian này, anh em mà cảm thấy đầu tư được thì nên đầu tư các cái sản phẩm Nhật, ví dụ như bên mình hoặc là các đại lý hay các cửa hàng khác bên Nhật đang bán, thì anh em nên đầu tư đi. Vì thông tin từ các nhà phân phối, các nhà nhập khẩu hoặc từ các hãng đã thông báo thì sắp tới trong năm 2022 và đặc biệt là đầu năm thì theo quý năm tài chính của bên Nhật thì nó rơi vào khoảng tháng 2 ấy. Đầu tháng 2 là tất cả các hãng nó sẽ tăng giá. Đó, cho nên là các cái sản phẩm hiện tại bây giờ trong năm 2021 anh em cảm thấy đầu tư được thì nên đầu tư. Đừng chần chừ mà tức tiền là thời gian sau anh em mua là phải tăng lên mất 10-15%, đôi khi nó thành 30-40% cơ. Tại vì sao? Thứ nhất là xăng dầu là anh em đã thấy từ hôm trong dịch là nó đã tăng lên từ 16.000 cho đến 25.000, đã tăng lên 9.000 rồi. Đó, rồi sắt thép thì tăng 200%. Rồi tất cả các vật tư về nguyên liệu, sắt thép, nhựa, bao bì, rồi tất cả mọi thứ đều tăng giá hết. Đó, nó sẽ là một cái gánh nặng. Đôi khi thì các nhà phân phối như bọn em đây, thì hay là như của chúng tôi đây, thì cũng rất là muốn giữ cái giá cho anh em là cái giá tốt. Nhưng mà mình không thể giữ mãi được, giữ cũng trong một khoảng thời gian thôi, 1-2-3 tháng còn gánh được chứ cả năm thì không được. Cho nên là muốn thông báo trước cho tất cả anh em mà ai đã trong ý định trong đầu mình đã muốn sắm một bộ đồ nghề để sửa chữa thì nên đầu tư trong thời gian này. Đó. Thì anh em cứ theo dõi, thì trong cái năm thì có những cái từ đầu đến cuối năm tới khi tăng giá thì anh em cứ nên theo dõi đầu tư được cái nào thì đầu tư trong video nhé. Hoặc là anh em có thể tới cửa hàng văn phòng của mình ở ngoài Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh thì nên đầu tư đi, chứ đến lúc mà nó tăng giá rồi thì lại bảo sao là được trước cái giá tầm này mà được sau lại giá thế. Đó, rồi thứ hai nữa là thời gian các Vi thông báo cho anh em đó là cái thời gian tới cuối năm này này, bên Nhật là người ta lễ hội rất là nhiều, nghỉ rất là lâu. Đó. Mà anh em đặt một khi nó đã hết hàng này, anh em đặt là phải mấy tháng mới có, 1-2 tháng mới có, 45-60 ngày mới có cơ, chứ không có sẵn.
trong khi đó lại bị, vừa bị tăng giá mà lại bị đợi lâu. Rồi, nó hơi lên mơn man một chút thôi, bây giờ mình nói lại đây nhá. Giá HX100 giá là 534.000. Rồi. HX150 anh em nhắn mã hoặc là comment xuống bên dưới hoặc add Zalo của mình theo địa chỉ bên dưới đó. 503.000. Rồi. HX200 558.000. Rồi, ok. HX250 giá là 679.000. Đó, anh em tiết kiệm rất là nhiều nếu mà mua sản phẩm của top, của lấy của top. Rồi, HX300 đó, giá là 838.000. Rồi, HX375 độ mở là 48, giá là 1.834.000. Rồi, đã xong hàng top nhé. Thì bây giờ mình giới thiệu với anh em đó là dòng có Anex. Đó, mình sẽ đi chi tiết. Thì Anex hôm nay mình xin giới thiệu anh em đó là một chiếc tua vít xoay nhanh loại 72 răng. Mã sản phẩm là NO397D. Gồm có một cái mũi vít hai đầu cộng 2 này và trừ 6. Đó. Cộng 2 và trừ 6. Cái này có thể xoay trái xoay phải. Đây này, đây là để chế độ giữa, nấc giữa là rộng dạng một cái tô vít bình thường. Khi anh em đẩy sang trái là anh em đang chế độ tháo ra, còn anh em mà đẩy sang phải là chế độ vặn vào anh em nhé. Đó, NO397D giá là 502.000. Hàng sản xuất tại Nhật, Made in Japan, thương hiệu Anex thì anh em đã biết rất là nhiều rồi. Tổng chiều dài là 185. Đó. Đường kính mũi từ đầu đến mũi là 95 này. Đó. Nắm xoay là 42. Khả năng siết được ốc này 25 Newton nha anh em nhé. Đó. Khả năng siết được một lực siết là 25 Newton, cũng rất là khỏe chứ không có yếu nhau anh em nhé. Mã sản phẩm NO397D giá là 502.000, anh em nên đầu tư đi. Có tiền thì nên đầu tư, đừng chần chừ. Rồi, đây là một chiếc tô vít NO1775 cộng 2x150, tô vít xoay 360 độ. Đây là một cái tô vít rất là tiện dụng cho anh em nào bên lắp đặt sửa chữa điện trên cao. Đó. Hay phải sử dụng leo trèo thì nên đầu tư các em này. Đây là dòng 360 độ, cái núm xoay này này, nó sẽ hạn chế cho anh em chống xoắn dây. Đó. Đây là một cái dây, ví dụ như anh em nào đã làm nhiều trong công trình thì bắt buộc anh em phải xài cái dây này. Đây là dây an toàn, dây bảo hộ. Đó. Đây này. Trong quá trình anh em vặn mà mỏi tay á, anh em đang ở trên cao mà anh em vặn nhiều, ví dụ vặn 1-2 con ốc thì không sao, nhưng anh em vặn ví dụ như mà nhiều con ốc là bắt buộc là nó mỏi tay này, anh em không thể nắm giữ mãi. Đó, thì nó sẽ bị, tránh trường hợp rơi rớt, nó rơi xuống dưới bên dưới. Có những cái người ví dụ như là đồng đội của mình đang phụ trợ mình giữ thang hay làm cái gì đó ở bên dưới, nó rớt xuống cái đầu nhọn này mà cắm vào đầu là chỉ có toi luôn anh em ạ. Đó, rất là nguy hiểm. Thì bên Nhật nó thiết kế cái núm xoay này dùng để cho anh em sửa chữa trên cao để móc cái dây an toàn. Giá sản phẩm là 225.000 anh em nhé. Và sắp tới đây thì mình cũng có bán cái dây này. Đó, dây này là dây của thương hiệu Top anh em này. Cái dây của nó bên trong nó có cái bố vải, cái bố kẽm này, dây kẽm bên trong này. Đó, bọc nhựa. Đó, anh em thấy không? Tải của nó là được 1 kg nha anh em nhé. Đó. Thì cái anh Top này anh cũng rất là hay, anh là nghiên cứu những cái rất là độc. Anh phục vụ cho cái công việc, anh nổi về ấy mà. Nổi về các cái sản phẩm về bên xây dựng. Về các cái đầu tip cờ lê dàn giáo, đó. Các cái sản phẩm mà nó nặng, sửa chữa trên cao mà nó rất là nặng, nên cần cái sự bảo hộ.
công việc đó. Thì sắp tới mình sẽ nhập một ít. Giá thì hiện tại đây là hàng mẫu cho nên là mình chưa có cập nhật được giá, nhưng sẽ nhập. Thì anh em nào cần thì sắp tới sẽ có nhé. Thì đi đôi với cái dòng Bakia thì sẽ có cái dòng tô vít dẹp đó, trừ 6 x 150, cũng là nô 775, trừ 6 x 150, giá cũng là 225.000. Anh em nào cần thì mua một cặp này là giá là 450.000 đó, giá là 450.000 cho anh em một sở hữu một cái bộ sản phẩm tô vít cộng trừ cộng 2 và trừ 6 x 150. Anh em nhớ nhận mã là nô 1775 cộng 2 x 150 nếu anh em lấy lẻ, hoặc là nô 1775 trừ 6 x 150 nếu anh em lấy lẻ. Còn không thì anh em đặt luôn một combo là nô 1775 trừ 6 + 2 x 150, đó luôn một cặp đó anh em nhé. Giá thì vẫn còn giữ, còn anh em nếu mà để lâu là sẽ là tăng giá đó anh em. Rồi tiếp theo đó là một cây tu vít cách điện. Nếu mà anh em đã xài mà hay sửa giữa cái dòng điện sống đó, thì anh em nên đầu tư cái dòng này, nô 1785 cộng 2 x 150, khả năng cách điện là 1000V đó, cộng 2. Đây thiết kế đây là đường kính rất là thuôn dài này, không có vấp này, bằng nhau này, kích thước là phi 6 đó. Giá là 284.000 nhé. Thì đi đôi với đó là một chiếc tua vít trừ 6 đó, tua vít trừ 6 nhân 150, giá cũng là 284.000. Nếu anh em nào thích thì combo hai cái luôn này, giá là 568.000. Mã sản phẩm là nô 1785 trừ 6 x 150, hoặc là nô 1785 cộng 2 x 150. Đó. Giá của từng sản phẩm là 284.000. Còn một cặp thì có khả năng là bớt cho anh em 4.000 ạ. Đó là 560.000. Thì anh em đầu tư thì nên đầu tư đi, nhiều đá chưa bao ship nhá. Rồi. Tiếp theo đó là một bộ đồ nghề, một cái hộp sửa chữa Annex No 525 gạch 28B. Nó gồm sẽ có như thế này, là một cái tay vặn 52 răng đó, và gồm 28 cái đầu bit. Chúng ta mở ra xem. Thì đây giá của nó là 1.406.000 anh em nhé, 1.406.000. Năm 25 gạch 28B giá là 1.406.000, sẽ gồm có đó, 18 cái đầu bit, đầu cộng, 3 đầu cộng, 1 đầu trừ và 5 đầu lục giác và 9 đầu hoa thị. Đó anh em ơi. Gồm có 10 đầu khẩu từ 5 cho đến 13. Đó, đầu khẩu 1/4 từ 5 cho đến 13. Đó, từ 5 cho đến 13. Và một tay vặn 52 răng. Đó, 525, nô 525, đầu thông nhá anh em nhé. Và một núm vín, một núm vặn góc hẹp. Đó. Một núm vặn góc hẹp hãng Annex. Và một chuôi nối đầu vít. Bên này rất là dày này, có 500 bên trong này. Đó. Nó sẽ hít được trong quá trình anh em vặn là không bị rớt cái đầu bit. 525 nô 525 gạch 28B gồm có 28 cái đầu bit và 3 chi tiết, gồm có cóc vặn, tay vặn, thanh nối và tay và núm vặn góc hẹp đó anh em. Nằm trong một chiếc hộp rất là xịn sò. Giá là 1.406.000. Đó. Còn anh em nào mua thì có thể làm tròi hoặc thì khuyến mãi. Giá là 1.400.000. Đó anh em. Anh cần thì liên hệ. Rồi, mã sản phẩm thứ hai đó là một bộ tô vít đóng. À.
Nô 1902 đầu 3 phần 8 có cái giá là 1.366.000. Đó, 1.366.000. Thì chúng ta cùng mở ra coi nào. Nô 1902. Đây, nó bị chắc là bị đồ đạc rớt vận chuyển này. Đó, không sao đâu anh em, cái này là do vận chuyển đâu. Này, bao bì nó bị rách này. Đó, cái đấy thì mình không có tránh được. Thì ở đây nó sẽ có một tay nắm. Đó, một tay nắm. Và một đầu nối bít 3 phần 8 ra một phần ra đầu nối bít là đầu vuông 3 phần 8 ra đầu mũi vít thân lục 8. Nhá anh em nhá. Và đầu nối vít đầu 3 phần 8 ra thân lục 1 phần 4. 1 phần 4 có nghĩa là 6.35. Thì gồm có thêm 2 đầu bít cộng trừ, cộng 2 và trừ 6. Thân 6.35, 1 phần 4 này. Và 4 đầu cộng trừ, 2 đầu trừ, 8 và 10. Lục giác 8. Và cộng 2 và trừ 3, cộng 3. Cộng 2 và cộng 3. Cộng 2, nô 2 và nô 3. Lục giác 8 anh em nhé. Đó. Hàng là xịn sò, hàng Annex là anh em biết rồi, săn tìm này. Hàng rất là VIP này, anh em thấy không? Đó. Gồm có một tay nắm này, đầu 39.5 này. Lục giác 8 này, đó. Lục giác 6.35, đó. Giá là 1.366.000. Rồi anh em có thể làm tròn là 1.360.000. Đó, anh em nào mua trong video này. Chứ còn trong video mà quay đến lúc này hết thì anh em bảo là tần đấy thì nó cũng hơi khó cho mình. Đó, thứ nhất là mình nên khuyên anh em nên đầu tư trong thời gian dịp cuối năm. Nó có sẽ rất nhiều chương trình, và thứ hai là được bình ổn giá. Còn đã là qua năm thì cái dịch bệnh rồi chi phí nó đã cao, bên hãng nó tăng giá thì rất là khó giữ cho anh em. Rồi, cuối video thì anh em nào xem thì cảm thấy vui, cảm thấy các cái sản phẩm nào mà phù hợp với mình thì nên đầu tư. Còn anh em nào mà chưa thấy ưng ý lắm thì anh em xem cho vui nhé. Thì cuối video thì anh em ủng hộ mình bằng nút đăng ký kênh hoặc là like chia sẻ cho các người thân bên gia đình hoặc là bạn bè cần sở hữu các cái sản phẩm công cụ tốt nhất của Nhật. Đó. Tránh trường hợp để cho người thân bạn bè mình đi mua cái hàng dởm hoặc quảng cáo trên Facebook rồi Zalo hay mấy cái đồ hàng Trung Quốc mà nhái hàng Nhật, anh em mua lại sử dụng không được, đâm gây ra ức chế bực mình. Thì hy vọng là anh em cảm thấy vui trong các cái video của mình giới thiệu. Đó. Thế anh em ủng hộ kênh giúp mình thì đang nhớ đăng ký kênh thì để được video chương trình tiếp theo. Video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu thêm một số cái sản phẩm khác cũng còn top và của Asahi hay là một số sản phẩm khác của Bicut hay gì đó thì anh em có thể yêu cầu. Hoặc anh em nhắn tin comment xuống bên dưới, mình sẽ lên video sắp xếp, mình lên video các sản phẩm cho anh em. Rồi sắp tới nữa là bên mình có một cái sản phẩm, đó là cái mấy hộp đồ nghề bằng nhựa. Thì mình có anh em nào kết bạn với mình trên Zalo á, thì mình có cái chuyên mục, công ty có cái chuyên mục là cùng nhập hàng chung nếu mà đại lý. Còn anh em mà thương mua lẻ để sử dụng thì anh em cứ kết bạn. Thì có một số cái mẫu mà mình có gửi lên trên Zalo số điện thoại của mình. Thì nó có một cái số sản phẩm hộp đồ nghề, đựng đồ nghề của Nhật. Thì ở đó thì nó như thế này. Như trước mình có đọc một số cái diễn đàn thì một số anh em lẻ, không biết là lẻ hay là cũng vì mục đích để câu hướng người tiêu dùng, thì nó là một cái mục đích là anh em mua hàng trên Amazon hay là trên hàng trên diễn đàn các thương mại của Nhật. Thực sự thì nó rẻ hơn so với các công ty khác ở Việt Nam là 20%. Đó, thứ nhất là rẻ hơn vì sao? Vì người ta
không có mất mặt bằng, người ta mua qua, ví dụ người ta chạy sang cửa hàng, người ta mua, người ta lấy, người ta chuyển, mà trong đó người ta được nhận tiền luôn. Đó, trong khi đó là các cái doanh nghiệp Việt Nam thì người ta phải bỏ tiền ra chờ đợi bên hãng người ta sản xuất. Thì cái lợi nhuận 20% đó thì nó sẽ chi phí vào cái tiền VAT, thuế nhập khẩu, rồi tiền mặt bằng, tiền kho bãi nhá. Thì nó là như vậy. Thì đôi khi là anh em cũng nên đặt địa vị. Anh em mua đồ về, anh em mua sửa xe, ví dụ anh em sửa xe cho khách hàng, anh em mua cái xích, nhông xích 100.000. Đó, thì anh em về mất công sửa, anh em sửa rồi công sức anh em bỏ ra đúng không? Thì anh em phải lấy 200 hoặc 150. Chứ anh em lại lấy 100.000 anh em sửa miễn phí rồi tiền mặt bằng rồi tiền chi phí cho con cái thì sao, đúng không? Đó, thì trên cái danh mục của mình trên Zalo có một cái sản phẩm đó là nhập hàng chung hoặc chuyển khoản trước sẽ được khuyến mãi cái giá tối ưu nhất. Đó, thì anh em có thể mua so sánh trên hàng trên diễn đàn. Đó, tôi cần nhập như này với số lượng như thế này, chiết khấu được như thế này hay không, rồi ok anh em nhắn tin. Đó, để giảm tải, thứ nhất là anh em mua được cái sản phẩm chính hãng với giá tốt. Đó, còn các đại lý thì có thể là có những cái chiết khấu cao hơn, thì cùng đồng hành với doanh nghiệp nó là như vậy. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Xin chào.